Đây là bức tranh thì để coi clip nha. Coi clip thì mới hiểu được ý nghĩa của bức tranh đó. Okay. Em cảm ơn nhiều nhé. Xin quá vậy ta. Xin quá vậy ta. Trời ơi fan. Ai da. Hello anh em. Ngày hôm nay Woody với lại Bóng sẽ vẽ tranh nghệ thuật. Chúng ta sẽ vẽ bằng đó chính là vẽ trọng lực. Tại vì mình thấy trên mạng người ta vẽ rất là hay và mình sẽ dùng nhiều tấm hơn trong một lần vẽ để mình vẽ nên một bức tranh mà gồm những bức nhỏ này trong đó. Đây là thứ mà mình muốn vẽ để mình tặng. Thứ nhất là mình tặng cho những người ủng hộ đã ủng hộ trên Facebook của mình, gồm 20 bạn. Đấy, mình sẽ vẽ những cái này để tặng 20 bạn đó. Có nghĩa là một lần vẽ của mình sẽ ra một cái bức tranh bự và những cái miếng nhỏ này nó ghép lại thành một cái bức tranh bự. Đúng rồi. Mình vẽ thành một cái bức tranh tổng thể. Thì nó thì mỗi người sẽ được một phần của cái bức. Đúng rồi. Đấy. Vẽ tranh bằng trọng lực là sao? Thì tí nữa mọi người sẽ thấy tại sao nó được gọi là bằng trọng lực. Lực hút của trái đất. Đấy. Thì bây giờ mình đã có tất cả là 2 bức tranh ở đây rồi, rất là nhiều. Và sau khi mình vẽ hết 2 bức tranh này thì mình sẽ vẽ thêm một cặp 2 bức tranh cho mình với bài Bóng là một cặp riêng bằng một nét vẽ đó. Trước khi ngày hôm nay mình vẽ cái này thì mình với lại team đã thử ở trên sân thượng rồi, nhưng mà thực sự nói là fail anh em ạ. Tại vì mình chỉ mới test thử thôi và mình biết được là vẽ sân thượng nó không tốt ở một chỗ, đó chính là gió rất là to và làm cho cái nét vẽ của mình nó bị nguệch ngoạc rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình quyết định là xuống dưới lòng đường để mình vẽ, là mình không lên trời mình vẽ nữa, mình vẽ dưới đất thì thử xem như thế nào. Bây giờ việc quan trọng nữa là bây giờ mình sẽ phải treo cái thùng sơn này lên. Mình sẽ máy một cái dây lên trên này, mình sẽ dùng cái lực đẩy. Thì lúc đó thùng sơn nó sẽ tự động nó di chuyển bởi cái lực của mình, và sau cuối cùng là cái bình sơn nó sẽ về đúng cái tầm của nó. Thì khi mà như vậy nó sẽ tự động ra một cái hình trên cái bức tranh của mình. Không được rồi, từ từ. Dừng cái gì? Rồi Ngân đi Duy ơi. Ngân. Chơi luôn anh. Chơi luôn. Phải ghê đó nha. Phải chơi. Khi nào mà tự nhiên đem cái này lên má bán ra mấy bạc tỷ không? Mấy cái bức tranh mày thế giới của mấy họa sĩ thế giới người ta nhìn tao hiểu gì đâu. Nhiều khi nó ra được bạc tỷ đấy. Anh nhìn thấy nó dơ dơ sao nó giống cái tử cô ai nhầm. Nó giống cái tử cô ai nhầm. Con mắt đó mà. Không thì giống con mắt phải luôn. Mình nghĩ cái gió kiểu này là đéo giờ dừng luôn quá. Thấy bắt đầu nó hơi sai sai rồi đó. Tranh này em nghĩ đi giveaway đi anh. Tranh này đi đấu giá. Đấu giá chứ giveaway gì với. Đem ra mấy cái nhà chỗ đấu giá lớn lớn á. Người ta đâu biết đâu. Chơi luôn anh. Chơi luôn. Phải ghê đó nè. Chơi. Má cái đường đó nó đi hơi bị sai sai á. Điệp mẹ. Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Gì ơi. Bức tranh nghệ thuật của anh. Đúng đó, mình phải canh từ máy lạnh mình đẩy ra anh em à. Tại vì cái tâm nó nằm ở đó mà mình đẩy ở đây thì khi mà nhiều khi nó qua tới đây trúng cái máy lạnh nè, mình phải đẩy từ máy lạnh đẩy ra. Má bây giờ đéo hiểu cái bài tác phẩm nghệ thuật kiểu đéo gì luôn anh em à. Ôi cong 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 luôn kìa. Cái hình không chịu gì. Cay quá đấy rồi. Ôi ôi. Cái đập quá. Tức quá, ngày mai phải làm lại anh em à. Ngày mai là tôi đem xuống vô bếp làm luôn, biết sao cho nó không có gió. Chứ gió làm không có được, tôi sẽ quay lại. Cay dễ sợ, mai tôi quay lại. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mình á là mình với Bóng sẽ dán băng keo, dán những cái viền như thế này để những cái nét vẽ của mình á không chảy xuống dưới, nó sẽ không bị dính xuống cái viền này để nó làm mất thẩm mỹ bức tranh. Và đây là món quà mà chính tay của mình tặng cho tất cả các bạn gọi là ủng hộ Woody trong thời gian đã qua. Nếu mà có xấu hay này kia thì mong anh em cũng đừng có chê. Tất cả cũng là để dành tặng cho mọi người ở đây. Ok anh em, thì bây giờ mình với Bóng sẽ mượn đỡ cái lòng đường để mình quẹ ở đây. Mình sẽ tận dụng là một cái ghế này và cái khung cửa nhà để mình lập cái trụ. Đấy. Gì? Thôi không?
Hôi gì đó. Cái này hôi nè. Có hôi gì đâu. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo đó chính là móc thùng sơn vào. Móc cái thùng sơn vào nó mới hấp dẫn nè. Đây, bây giờ mình sẽ khoét. Anh sẽ khoét 4 lỗ để anh kéo lên. Chết rồi, bây giờ phải khử cái này lên. Kiếm gì mở cái nắp lên nè. Mẹ anh chắc sẽ buồn lắm. Để cái nữa nha. Anh nhìn cái gì? Em thấy đúng. À đúng rồi, kể ngược lại đúng không? Này nó sẽ cong ngược lại đúng không? Tí nữa nó ra hình chữ S luôn. Bây giờ đang là hình chữ C. Bây giờ đang là hình chữ C. Giờ anh bán lại tí nó thành hình chữ S. Đó. Bây giờ anh sẽ xỏ lỗ kim. Nó bị nhỏ quá. Mấy cái lỗ nhỏ này đút khó quá. Thôi anh vô rồi. Vô chưa? Vô chưa? Anh đút. Vô chưa? Em thấy vô chưa? Vô gì đâu. Không có cảm giác vô luôn hả? Thấy cái gì đâu. Nhưng mà vô chưa? Anh làm nãy giờ lâu lắm rồi mà chưa vô hả? Rồi vô rồi. Thì bây giờ nó mới vô mà. Trời, anh vô nãy giờ lâu lắm rồi đó. Vậy sao nãy nó không đút ra hết? Tại nhỏ quá em không cảm nhận được nhá. Tại nhỏ quá em không cảm nhận được nhá. Sao lại em cảm nhận? Thì tại vì nó nhỏ quá nên anh đút nãy giờ em không thấy nè. Không cần hả? Không. Thì bây giờ không cần. Cái nào bị dài, nói anh. Không sao, nó không cần thì kệ mẹ nó. Rồi đừng buông ra nha. Buông ra rớt xuống đập chân cái gì trời bóng cầm vậy bố hỏi kêu đừng buông nha sao vậy thì để xuống nè rồi ok chưa khổ phải nồi anh em à má một bước sai lầm thôi rồi chuẩn bị nha 1 2 3 rồi 1 2 3 buông. Chết rồi, nó thành đường thẳng rồi. Trời muốn nựng bóng quá anh em à. Giờ muốn nựng quá à. Nựng cái rồi. Nựng cái rồi. Nựng cái rồi. Nựng cái rồi. Đừng cái nắm tay nha, nắm tay. Ôm cái. Không. Nắm tay. Không có ôm móc gì. Nựng. Nựng. Nựng cái, bắt tay. Em bị vô à. Em muốn hình vân tay, vân chân hay là vân đít? Ờ chết hư áo này rồi. Hư áo đẹp rồi anh em à. Áo nó mặc 3 năm rồi mà. Nói vậy rồi, người ta chủ yếu là người ta nói cái chỗ này để cho mọi người thương. À Quỳnh đi hôm nay bận áo đẹp quay vlog xong rồi quay dơ áo hư áo đúng không? Để cho mấy bạn mới ủng hộ, mới thành người ủng hộ. Mày nói vậy người ta bảo tao là bận áo cũ rồi đi quay để dơ rồi dục đúng không? Đâu người ta đâu có thương. Ok mọi người, thì cuối cùng thì Wendy cũng đã hoàn thành xong được 20 bức tranh dành cho 20 người ủng hộ nha anh em. Và những bức tranh ở đây thì mình sẽ cố gắng gửi đến tận nhà cho những bạn đã ủng hộ Wendy ở trên Facebook. Mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và những bạn ở nước ngoài thì mình sẽ cố gắng tìm cách nào đó để mình gửi đến được cho mấy bạn. Nhưng mà hiện tại đang dịch Covid thành ra rất khó khăn trong việc vận chuyển ra nước ngoài, thành ra là mình sẽ cố gắng nghiên cứu làm sao để gửi ra được. Còn nếu không thì mình sẽ có thể tạm giữ ở đây lại để cho những bạn có khi nào về nước hoặc là sau khi hết dịch mình sẽ gửi qua lại cho các bạn, các bạn ủng hộ bên nước ngoài. Ok, các bạn nhìn qua một lần nữa thành quả của Woody với bóng ngày hôm nay nha. Ok, bây giờ thì cuối cùng cũng đã vẽ xong rồi. Woody rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Woody trong những thời gian qua. Và mong rằng là các bạn vẫn sẽ ủng hộ Woody tiếp tục trong thời gian tới để Woody có thể làm nhiều thêm nội dung cho các bạn vui vẻ để giải trí mỗi ngày. Thì bây giờ mình sẽ chở bóng về rồi. Thì hẹn anh em trong những clip tiếp theo nha. Cảm ơn và chào mọi người. Giờ hay hết trơn rồi, tiến về tắm sau. Bye bye.
Ok anh em à, hôm nay đã tới cái phần mà mình sẽ ký tên cũng như là mình ghi vào vài câu chúc để dành cho cái người mà mình sẽ gửi tới cho anh em. Đấy, thấy không, những bức tranh này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, và mình sẽ ký tên vào đằng sau để thân tặng cho mọi người. Anh em về nhà nhớ treo lên nha. Có nhiều bức thì nó sẽ hơi bị dơ một tí xíu anh em à, do lúc làm mình không có cẩn thận á, nó dễ bị hư xung quanh. Để anh em thông cảm. Rồi mình sẽ ghi ở đây. Đây, cuối cùng mình đã hoàn thành rồi. Đây là mình đã vô bao bì cho anh em hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem ra bưu điện để mình gửi, và một số bạn ở gần thì mình sẽ tự tay đem qua cho các bạn luôn. Còn đây, Woody giới thiệu qua. Đây là bức tranh mà Woody với bóng vẽ cho Woody với bóng. Thì Woody sẽ giữ một bức và bóng sẽ giữ một bức. Nó giống như một cánh bướm vậy. Khi mà sau này nếu mà về chung một nhà ở với nhau á, mình sẽ để hai bức tranh này vô. Đấy, thành một tấm to như thế này. Đó, anh em thấy không? Mình sẽ trưng bày phòng ngủ. Đấy. Ok, anh em sẽ cùng theo chân Woody để đi tặng cho mấy bạn nha. Later. Đây là hai bức do chính tay Woody với lại bóng làm đây. Bây giờ sẽ đem một bức qua cho bóng. Thì chắc là mình sẽ đem cho bóng bức bên này. Xong rồi đi với lại bóng đem thêm ba bức tranh kia nữa để tặng cho ba bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ đem này tặng nhà luôn, mình với bóng đi. Đây, ok, mình đi bước đầu tiên nha. 5 minutes later. Đây, đem qua cho bóng anh em à. Mình cũng sẽ có một tấm. Em phải đem vô nhà trước khi đi với anh chứ. Em ơi, để nó khô hôm nay nó đẹp nhờ. Đấy, cho bóng treo lên vậy. Mốt anh với em đem ghép lại ha. Là mốt phải hai đứa phải ở chung mới ghép được anh em ạ. Đây là bức tranh số 12. Đây là bạn Trang anh em à. Một bạn gái. Hình như là ba bạn bạn gái hết luôn á. Ba bạn của anh. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh toàn bạn gái không à. Mà kênh anh toàn là nữ theo dõi không à. Sao ngồi vậy? Kỳ ta, chắc do đẹp trai á. Gì? Chắc do đẹp trai á. Gì cơ? Đúng không? Bức này là nó nằm trong 4 bức bông hoa thì phải. Ok, anh em có thể xem và để xem coi cái bức của mình nằm ở đâu trong cái bức tranh tổng nha. Anh không chỉ tên anh vào trong đây ạ? Có. Đây, tên anh ký nè. Đây. Chúc Trang bạn xinh đẹp. À đây. Đây, tặng cho bạn Trang. Dạ. Đây. Tưởng quá. Không, cái bức này á, khi mà về xem anh ủa lớn hơn không ta? Dạ. Lớn Trang không? Dạ. Hai cái hai. Vậy thì lớn hơn chắc rồi. Đây, tại vì anh về thì về coi clip á thì mới biết được cái bức tranh này là gì. Dạ. Chứ về em không biết được đâu. Hôm bữa thấy chị bóng đăng story. Ủa đăng story hả? À biết rồi hả? Không, về xem thì thấy nó rất là hay. Dạ. Ok. Dạ. Rồi nhận nha. Ok. Cảm ơn. Ba. Trang đang trên nhà này không bận đồ ngủ nữa. Trang đang trên nhà này không bận đồ ngủ nữa. Đây, tấm này là bóng đẩy nè anh em. Bóng đẩy là một cái đường nè, nhưng mà tấm của bạn Quế cũng rất là đẹp nha anh em. Tấm bạn Quế là một trong những tấm mà chính tay bóng đẩy. Lúc đầu nhìn thấy nó không đẹp, nhưng mà về sau ra từng tấm thì nó có điểm nhấn anh em à. Bạn Quế là phải nói là theo dõi Woody rất là lâu rồi, và cả bóng nữa, mà không phải fan một mình anh không, mà fan cả bóng nữa anh em. Đi tới trường của bóng để tự tặng quà cho bóng luôn, cũng dễ thương luôn. Tặng cho tôi mấy cái quyển sổ đồ, mấy cái cây viết trái ớt đồ quá trời luôn. Đây bạn ra kìa. Đây, hello Quế. Đây, bạn Quế này là theo dõi đi từ rất lâu luôn rồi, tặng cho đi rất là nhiều thứ. Đây là bức tranh, em sẽ đợi coi clip nha. Coi clip thì sẽ thấy được ý nghĩa bức tranh. Trong đây có công sức của bóng nữa đấy. Ok, cảm ơn Quế nha. Đây là bức tranh thì để coi clip nha. Coi clip thì mới hiểu được ý nghĩa của bức tranh đúng không? Ừ, okay. Em cảm ơn nhiều nhé. Bye bye, đang đi ăn hả? Dạ, ăn không, vô ăn không? Thôi, bóng về ăn với gia đình rồi. Ok, bye bye. Bye bye em, cảm ơn. Xinh quá vậy ta. Xinh quá vậy ta. Trời ơi, ba anh quá. Ây da. Mình rất là vui khi nhận được cái món quà này từ Windy. Mong rằng là sau này Windy sẽ tặng nhiều hơn nữa.